kính thưa quý thầy cô, các quý vị đồng nghiệp cùng quý vị khán giả. Hôm nay trong cái buổi tâm điểm ung thư của bệnh viện ca ngày hôm nay, tôi xin có bài trình bày về cá thể hóa điều trị nội tiết cho nhóm bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến xa có thụ thể nội tiết dương tính. Sau đây tôi xin được phép trình bày. Về nội dung của bài trình bày ngày hôm nay bao gồm có thứ nhất là tổng quan, mục thứ hai là lựa chọn về điều trị nội tiết cho nhóm bệnh nhân ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính, yếu tố phát triển biểu bì âm tính, ung thư vú tái phát di căn, và mục thứ ba là một số các cái đặc điểm cân nhắc khi đưa ra cái quyết định lựa chọn điều trị cho bệnh nhân, cuối cùng là kết luận. Về tổng quan, như chúng ta đã biết, ung thư vú là ung thư hay gặp hàng đầu ở phụ nữ và cái tỷ lệ tử vong cũng cao nhất. Tuy nhiên, hiện nay với các phương pháp chẩn đoán và điều trị thì cái hiệu quả điều trị ung thư vú ngày một nâng lên so với các cái ung thư hay gặp khác ở nam giới, chung cho cả hai giới, như nam giới ở ung thư ở phổi và gan thì cái tỷ lệ tử vong của ung thư vú là thấp hơn. Để điều trị ung thư vú thì giai đoạn di căn thì người ta chia thành các cái phân tiếp cụ thể. Thì như chúng ta cũng các anh chị đồng nghiệp cũng đã biết, đó là ung thư vú giai đoạn di căn thì có khoảng tầm 5-6% là những cái trường hợp mà mới chẩn đoán hay còn gọi là ung thư vú di căn de novo. Ngoài ra thì từ 30-50% những trường hợp khác sau khi chẩn đoán ban đầu với các điều trị sẽ tiến triển thành di căn. Và điều trị ung thư vú di căn là không thể khỏi được. Tuy nhiên, mục tiêu điều trị sẽ để đạt được là cái kéo dài cái thời gian sống thêm không tiến triển bệnh, sống thêm toàn bộ cũng như là cải thiện cái chất lượng sống cho người bệnh. Và cái thể mô bệnh học hay gặp nhất trong cái nhóm ung thư vú di căn đó là cái thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu bì âm tính, gặp chừng từ 60-70%. Ngoài ra chúng ta còn có các phân tiếp nhỏ khác mà các cái điều trị nó cũng sẽ cụ thể hơn, ví dụ như triple negative hoặc là thụ thể nội tiết âm tính, HER2 dương tính, thụ thể nội tiết dương tính, HER2 yếu tố phát triển biểu bì dương tính. Với những cái nhóm phân tiếp đó thì tiên lượng thì thường là xấu hơn. Trong cái bài ngày hôm nay thì chúng tôi tập trung vào cái nhóm tỷ lệ tốt hơn với cái số lượng nhiều hơn, đó là thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu bì âm tính chiếm phần lớn. Và để lựa chọn điều trị cho những cái trường hợp ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính thì chúng ta cũng biết đó là cái điều trị toàn thân là một cái vai trò quan trọng. Thì cái liệu pháp hormone là cái liệu pháp điều trị được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra các cái điều trị toàn thân khác lựa chọn đó là hóa trị. Cho đến nay thì các cái phương pháp điều trị mới, các cái con đường mới đó là các cái thuốc đích như là ức chế CDK46, ức chế MTO và các thuốc ức chế khác như là ức chế PIK3K thì cũng đã được đưa vào điều trị và nâng cái hiệu quả điều trị lên rõ rệt cho cái nhóm này. Ngoài ra các cái điều trị triệu chứng cho cái giai đoạn muộn này bao gồm có ví dụ như là điều trị bằng các cái thuốc bifosphonat cho những trường hợp di căn xương, hoặc các cái điều trị tại chỗ như là xạ trị giảm đau, xạ trị não cũng làm nâng cái chất lượng sống cho người bệnh. Về cơ sở của cái liệu pháp nội tiết thì buồng trứng là nơi mà tiết ra cái nội tiết tố là progesterone và estrogen. Với hai cái nội tiết này sẽ tác động vào cơ quan đích và mô vú, và ngay kể cả tế bào ung thư cũng nhận cái sự tác động bởi hai cái nội tiết này. Ở những người phụ nữ mà chưa mãn kinh thì progesterone và estrogen được tiết ra từ buồng trứng. Còn ở những phụ nữ mà đã mãn kinh thì cái nội tiết progesterone và estrogen không được tiết ra từ buồng trứng nữa. Khi đó sẽ chuyển từ tuyến thượng thận, chuyển đổi từ androgen thành estrogen progesterone dưới tác động của men aromatase. Mục tiêu của cái liệu pháp nội tiết là chúng ta phải giảm được cái lượng estrogen và progesterone, cũng như là có thể là giảm cái số lượng về cái thụ thể nội tiết ở trên bề mặt của tế bào u, do đó là sẽ làm ngăn ngừa cái cơ chế tác động của progesterone và estrogen lên tế bào ung thư, hạn chế cái sự sản sinh của các cái tế bào ung thư. Các cái cột mốc tiến triển trong cái phát triển trong cái điều trị nội tiết ung thư vú tiến xa có thụ thể nội tiết dương tính, với cái vai trò của nội tiết đã được chứng minh cho những cái trường hợp mà có thụ thể nội tiết dương tính, thì chúng ta biết rằng là từ những cái thế kỷ thứ 19 thì cái việc mà cắt buồng trứng cũng đã làm cải thiện thêm cái hiệu quả điều trị của ung thư vú nói chung. Và với các cái thuốc
điều trị thì từ năm 1973 thuốc đầu tiên là kháng estrogen, đó là tamoxifen, đã được công nhận và điều trị. Cho đến nay thì tamoxifen vẫn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu được trong cái quá trình điều trị của người bệnh, kể cả giai đoạn bổ trợ cũng như là di căn. Tiếp sau đó, từ những năm 90 cho đến năm 2000 thì một loạt các thuốc ức chế aromata, bao gồm có 3 loại thuốc cơ bản hiện nay chúng ta đang sử dụng: nonsteroid và steroid, đó là anastrozole, letrozole và esomeprazol, đã chứng minh vai trò. Tiếp sau đó là chúng ta có fulvestrant, cũng là thuốc sau của nhóm AI và đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên thì với cái điều trị bằng các thuốc nội tiết này, bệnh nhân vẫn có cái sự tiến triển sau 12 tháng, sau 12 tháng, 16 tháng với fulvestrant, khoảng tầm 10, 12 tháng đối với các AI thì tức là cái cơ chế kháng thuốc nó bắt đầu có. Và với cái sự hiểu biết hiện nay thì người ta đã có rất là nhiều các con đường mà phát hiện được ra, đó là con đường CDK46, con đường mở to hoặc là PIK3K, và từ đó đã có tất cả các cái thuốc mà ức chế các cái con đường này tham gia kết hợp cùng với các thuốc nội tiết để nâng cái hiệu quả điều trị. Ngoài ra thì cho đến nay thì chúng ta cũng vẫn còn các cái thử nghiệm lâm sàng khác, tiếp tục tìm thêm các cái đích mới để cho cái điều trị tiến bộ hơn. Các cái hướng dẫn điều trị ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu bì âm tính cũng được đồng thuận và thống nhất bởi cả trong nước cũng như là quốc tế. Mục đích điều trị cho những cái giai đoạn này đó là kéo dài cái thời gian sống thêm không bệnh, kéo dài thời gian sống thêm toàn bộ và giảm cái độc tính của cái điều trị. Và do đó cái lựa chọn ban đầu tiên đó là được là đặt lên, đó là cái điều trị nội tiết từ bước 1 cho đến các bước tiếp theo. Trong trường hợp những cái trường hợp bệnh mà có đe dọa đến tính mạng hoặc không đáp ứng nội tiết, khi đó chúng ta mới lựa chọn đến các biện pháp điều trị hóa trị. Với cái tiêu chí đó thì chúng ta cũng nhận được cái sự đồng thuận từ ung thư vú, điều trị ung thư vú tiến xa ABC năm 2020 của Hiệp hội Ung thư châu Âu, cũng là ưu tiên sử dụng cái liệu pháp nội tiết trước cho những cái trường hợp mà thụ thể nội tiết hormone dương tính, HER2 âm tính, ngay cả khi có di căn tạng, trừ những cái trường hợp mà di căn tạng ồ ạt hoặc có biểu hiện kháng nội tiết. Các cái hướng dẫn đồng thuận của Hoa Kỳ cũng tương tự. Và năm 2020 thì cái hướng dẫn chẩn đoán của Bộ Y tế về điều trị ung thư vú ở giai đoạn di căn xa có thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính cũng tương tự. Lựa chọn mục thứ hai trong cái bài này đó là tôi xin trình bày về cái lựa chọn điều trị nội tiết ung thư vú tái phát di căn. Thì chúng ta cũng ở phần trên thì tôi cũng đã giới thiệu về các cái thuốc nội tiết, bao gồm có các cái thuốc nội tiết bậc 1 là tamoxifen, toremifen, các cái nội tiết bậc 2 hay là kháng ức chế aromata là anastrozole, letrozole và esomeprazol, và cái điều biến giảm cái thụ thể nội tiết đó là fulvestrant hay chúng ta vẫn thường gọi là bậc 3, thì đó là những cái thuốc cơ bản trong điều trị nội tiết bước 1 cho ung thư vú di căn, với cái hiệu quả về thời gian sống thêm không tiến triển bệnh cũng như là thời gian đến khi bệnh tiến triển trung bình, trong tất cả các cái nghiên cứu thống kê được thì tamoxifen hoặc là toremifen cho cái thời gian sống thêm chỉ khoảng từ 5 cho đến 6 tháng. Còn đối với nhóm mà AI thì cho thời gian từ 9 đến 10 tháng. Fulvestrant với điều kiện là đủ liều, tức là liều lượng đủ liều 500mg sẽ cho cái khoảng thời gian sống thêm là từ 16 tháng. Với những cái trường hợp mà ung thư vú giai đoạn sớm điều trị bổ trợ thì cái việc mà sử dụng tamoxifen ở những phụ nữ chưa mãn kinh, chúng ta cũng có thể là ở những trường hợp rất sớm hoặc là tiên lượng tốt, đôi khi mà không cần phải có cái việc cắt buồng trứng. Tuy nhiên cái việc mà dừng cái hoạt động của buồng trứng thì cũng sẽ không thể bằng được là chúng ta phải dừng buồng trứng. Thì đối với những cái trường hợp mà ung thư ở giai đoạn di căn thì cái việc mà dừng cái chức năng của buồng trứng
là bắt buộc. Thì với những cái trường hợp như vậy, chúng ta có thể lựa chọn các cái phương pháp như là hoặc là cắt buồng trứng, phẫu thuật cắt buồng trứng hoặc là xạ trị buồng trứng. Tuy nhiên cái việc xạ trị thì cho đến nay thì cái phương pháp đó cũng không được áp dụng nhiều. Sử dụng đồng vận GnRH cho những cái trường hợp chưa mãn kinh thì mang lại cái hiệu quả tốt hơn là chúng ta chỉ sử dụng tamoxifen đơn thuần. Và cho cái thời gian trong một cái nghiên cứu thì người ta cũng cho thấy rằng là cái thời gian mà sử dụng đồng vận GnRH ức chế buồng trứng kết hợp cùng tamoxifen thì cho cái trung vị sống thêm không tiến triển là 9,7 tháng, so với hoặc là chỉ sử dụng tamoxifen đơn thuần hoặc GnRH đơn thuần đó là 5,6 tháng và 6,3 tháng với cái mức có ý nghĩa thống kê. Và cái kết quả này cũng đã được thống nhất ở trong tất cả các cái nghiên cứu của Nhật Bản, của EORTC hay là các cái nghiên cứu của Italia cũng như là các cái nghiên cứu của thế giới khác. Thì cái lợi ích nghiêng về kết hợp ức chế buồng trứng kết hợp với tamoxifen so với là chúng ta chỉ có dùng ức chế đơn thuần hoặc chúng ta dùng tamoxifen đơn thuần. Thế còn khi so sánh với tamoxifen, tức là cái, thuốc nội tiết bậc 1, thì các cái thuốc nội tiết bậc 2 hay còn gọi là IE thì hiệu quả như thế nào? Thì thấy rằng là hiệu quả của IE là hoàn toàn nhất quán ở 3 thuốc, đó là letrozole, anastrozole và esomeprazole khi so sánh với tamoxifen với cái thời gian trung vị của sống thêm, của thời gian tiến triển bệnh là đạt được một cái nhóm IE là 19 tháng so với 5 hay 6 tháng của tamoxifen và mức ý nghĩa là có thống kê với P nhỏ hơn 0,01. Khi chúng ta sử dụng đến điều biến giảm cái thụ thể nội tiết estrogen thì fulvestrant thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta thêm vào cùng với một AI, so sánh với một AI thì trong cái thử nghiệm lâm sàng phác thì chúng ta không thấy có hiệu quả gì về cái thời gian tiến triển bệnh là 10 tháng, 10,2 tháng so với 10,8 tháng. Tức là cái liều lượng thấp của fulvestrant 250mg thêm vào với AI không có hiệu quả. Trong cái thử nghiệm lâm sàng first pha 2 ngẫu nhiên so sánh với cái liều đủ của fulvestrant liều tối đa là 500mg so sánh với anastrozole 1mg thì chúng ta có thể thấy rằng thời gian đến khi bệnh tiến triển hoặc là thời gian đến khi điều trị thất bại thì cao vượt trội hơn hẳn ở cái nhóm fulvestrant so với anastrozole với cái mức ý nghĩa là P bằng 0,01. Và cũng tương tự trong cái nghiên cứu Fancol thiết kế pha 3 cũng khẳng định thêm cái liều lượng của fulvestrant là phải đạt được 500mg khi so sánh với chỉ có anastrozole đơn thuần trên số lượng bệnh nhân là 450 bệnh nhân thì có thể thấy rằng là cái trung vị sống thêm không tiến triển bệnh là cao hơn ở nhóm fulvestrant so với anastrozole với liều fulvestrant là 500mg đạt được 16,6 tháng so với 13,8 tháng. Còn về sống còn toàn bộ thì cũng chưa nhìn thấy được cái sự khác biệt. Đối với điều trị bước 2, khi chúng ta thất bại với điều trị bước 1 bằng các thuốc nội tiết thì điều trị bước 2 mang lại cái kết quả như thế nào? Thì có thể thấy rằng ở cái bước 2 thì fulvestrant và anastrozole thường được sử dụng. Tuy nhiên cái hiệu quả cũng đã giảm đi một cách rõ rệt. Cái thời gian sống thêm đến thời gian đến khi bệnh tiến triển đạt được của fulvestrant có vẻ như trong các nghiên cứu cao hơn một chút so với các cái thuốc ức chế aromata. Fulvestrant thì có thể đạt được từ 5 đến 6 tháng, còn các cái thuốc AI thì có thể là chỉ đạt được khoảng tầm 3 đến 4 tháng ở cái bước 2 trở đi. Và cái liều fulvestrant cũng vẫn phải là đạt được là 500mg. Còn khi chúng ta mà sử dụng kết hợp fulvestrant liều 250 hoặc là fulvestrant liều 250 đơn độc thì chúng ta cũng không thấy có hiệu quả. Đây là cái thử nghiệm lâm sàng EFFECT mà so sánh giữa fulvestrant liều 250 với esomeprazole thì cũng thấy rằng là cái trung vị của cái thời gian đến khi bệnh tiến triển là tương đương giữa hai nhóm, không có sự khác biệt. Về cái tỷ lệ đáp ứng toàn bộ cũng tương tự. Trong cái thử nghiệm lâm sàng confirm thì so sánh một cái liều đủ của fulvestrant 500 so với 250 thì thấy rõ được cái sống thêm toàn bộ của fulvestrant 500 so với 250 là đạt được một cái mức ý nghĩa là P bằng 0,016. Tuy nhiên trong nghiên cứu này thì cũng không tính là có mức có ý nghĩa thống kê, nhưng chúng ta cũng có thể thấy là cái thời gian trung vị là 26 tháng đạt cho fulvestrant 500 và fulvestrant 250 là đạt 22,3 tháng. Như trên đã nói, nếu như chúng ta cho thêm fulvestrant 250 vào kết hợp cùng với một AI, so sánh với một AI đơn thuần hoặc so sánh với fulvestrant đơn thuần liều 250 thì chúng ta cũng không nhìn thấy cái sự khác biệt về cái thời gian sống thêm không tiến triển bệnh.
phần thứ ba ở đây là tôi sẽ xin nói về cái phần phối hợp điều trị đích và điều trị nội tiết. Thì chúng ta cũng đã thấy là cái kết quả điều trị nội tiết thì chúng ta cũng chỉ cho được cái kết quả cao nhất đối với fulvestrant liều đủ là khoảng 16 tháng, đối với IE là 10 đến 12 tháng, còn đối với tamoxifen ở cái giai đoạn muộn này thì chỉ đạt được từ 5 đến 6 tháng. Nhưng với các cái con đường đích khác thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả như thế nào? Cái thuốc đầu tiên mà chúng ta được sử dụng sớm đó là ức chế mTOR kết hợp cùng với điều trị nội tiết. Đây là nghiên cứu Bolero 2 thử nghiệm lâm sàng pha 3 trên 458 bệnh nhân, so sánh giữa ức chế mTOR là everolimus kết hợp với một AI đó là esemestan và so sánh với esemestan kết hợp với giả dược. Thì nghiên cứu này là trên những cái bệnh nhân mà đã thất bại với trước đó với hai AI đó là hoặc letrozole hoặc anastrozole, hoặc là bệnh nhân đấy là với cái bước 1 và có thể là bước 2 sau khi bệnh nhân tái phát hoặc tiến triển với một cái điều trị bước một cái bước sau đó. Thì có thể thấy rằng về cái hiệu quả trong cái nghiên cứu Bolero này thì được đánh giá bởi nghiên cứu viên cũng như là đánh giá bởi ủy ban độc lập, thì cái kết quả nó cũng khá là cũng tương đồng. Thì về cái trung vị sống thêm của nhóm kết hợp giữa ức chế mTOR và esemestan đạt được 7,8 tháng trong cái đánh giá bởi nghiên cứu viên so với 3,2 tháng. Thì cũng có thể thấy khi ngay cả khi chúng ta kết hợp với đích và với cái nhóm đối tượng kể cả là bước 1 hay là điều trị sớm hay là bước 2 thì cái trung vị sống thêm của kết hợp với đích này cũng chỉ đạt được ở cái ngưỡng là 7,8 tháng, không được nhiều hơn. Thế còn ức chế CDK46 thì sao? Đây là một cái bước tiến rất là lớn trong cái điều trị khi kết hợp cùng với điều trị nội tiết. Chúng ta có thể thấy rằng cái cơ chế hoạt động của CDK46 thì như sau. Thì trong cái chu trình tế bào thì để chuyển từ pha G1 sang pha S, tế bào ung thư cũng sẽ chuyển từ sang pha tổng hợp như thế này. Thì với cái thuốc ức chế CDK46 sẽ làm tăng cái quá trình với CDK46 làm tăng cái quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc ức chế sẽ làm hạn chế cái quá trình này và làm ngăn cái quá trình phân bào lại, khiến cho tế bào ung thư ngừng phát triển. Với các cái thử nghiệm lâm sàng của ức chế CDK46 cho đến nay chúng ta có 3 thuốc chính, đó là abemaciclib, ribociclib và palbociclib, chúng ta cũng đã được công nhận để điều trị. Và các cái thử nghiệm lâm sàng diễn ra sau các cái thử nghiệm của ức chế mTOR kết hợp với nội tiết bậc 2 thì các thử nghiệm diễn ra từ năm 2013 cho đến 2017, cho đến nay chúng ta cũng đã có kết quả về trung vị sống thêm, không tiến triển cũng như là OS. Trong báo cáo của thạc sĩ Hòa tiếp sau thì những cái cập nhật về cái OS sẽ rõ ràng hơn. Thì với những cái nghiên cứu này thì chúng ta có thể thấy rằng palbociclib thì được thực hiện trong nghiên cứu Paloma 2, Paloma 3. Về ribociclib được thực hiện trong các nghiên cứu Mona Lisa 2, Mona Lisa 3, Mona Lisa 7. Còn abemaciclib thì được thực hiện trong các nghiên cứu Monarch 1, Monarch 2, Monarch 3. Về các cái đối tượng thì có thể là các cái đối tượng là bậc 1, bước 1, nhưng cũng có thể là các cái đối tượng từ bước 1 hoặc là bước 2 điều trị nội tiết, và những có thể là những cái phụ nữ mà đã mãn kinh, nhưng trừ nghiên cứu Mona Lisa là được thực hiện ở những cái phụ nữ tiền mãn kinh hoặc là cận mãn kinh. Về kết quả của thuốc ức chế CDK46 kết hợp cùng với nội tiết thì có thể cho thấy rằng là chúng ta có một cái bước tiến rất là lớn trong cái kết quả điều trị với cái trung vị sống thêm không tiến triển. Bệnh là đạt được có thể trong tất cả các cái nghiên cứu mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đó là đạt được đến trên 20 tháng. Ở trong nghiên cứu Paloma 2 là 27 tháng so với 14 tháng của palbociclib kết hợp với letrozole và so sánh với letrozole đơn thuần. Chúng ta ở trong nghiên cứu Mona Lisa 2, Mona Lisa 7, Mona Lisa 3 chúng ta cũng nhìn thấy được cái PFS trên 20 tháng, từ 25, 23 và 20 tháng so với cái con số mà chúng ta chỉ đạt được của letrozole hoặc là fulvestrant là 12, 13 tháng thôi. Với cái nghiên cứu của abemaciclib trong Monarch 3 chúng ta cũng thấy là cái trung vị sống thêm không tiến triển là 28 tháng so với 14 tháng, và các cái mức ý nghĩa P rất có ý nghĩa thống kê. Về kết quả sống còn
thì có thể thấy rằng ngoại trừ trong nghiên cứu Paloma 2 và Paloma 3 của Panpociclib kết hợp với Letrozole hoặc là Fulvestrant thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy được cái mức có ý nghĩa thống kê của cái sống thêm toàn bộ. Tuy nhiên trong các cái nghiên cứu Mona Lisa 2, Mona Lisa 7, Mona Lisa 3 hoặc là Monash 2 thì chúng ta có thể thấy rằng là đã giảm được cái tỷ lệ chết tương đối là hơn 20% ở các cái nghiên cứu này, thì cho thấy là cái hiệu quả của ức chế CDK46 khi kết hợp với nội tiết là rất hiệu quả. Một cái thuốc tiếp theo nữa ở cái điều trị đích đó là ức chế BIC3K và kết hợp với nội tiết, có thể thấy rằng khác với ức chế CDK46 hoặc ức chế MTOR thì ức chế BIC3K lại cần phải có một cái xét nghiệm, đó là xét nghiệm đột biến BIC3CA. Đây là nghiên cứu SOLA 1 nghiên cứu về cái sử dụng thuốc ức chế BIC3K, đó là alpelisib kết hợp cùng fulvestrant so sánh với cả nhóm giả dược kết hợp fulvestrant ở cả nhóm đột biến hoặc là không đột biến với cả BIC3CA. Thì có thể thấy rằng là cái hiệu quả đạt được ở trên nhóm có đột biến BIC3CA đó là alpelisib kết hợp fulvestrant đạt được 11 tháng so với chỉ fulvestrant là 5,7 tháng. Có thể thấy rằng là có thể là cái hiệu quả ở trong nhóm kết hợp thì cao hơn, nhưng so với kết quả của ức chế CDK46 thì cái việc mà nhóm ức chế BIC3K với cả một cái nội tiết bậc 2 cũng không đạt được hiệu quả cao như là cái nhóm ức chế CDK46. Tuy nhiên đây cũng là một cái lựa chọn để cho chúng ta điều trị. Về cái trung vị sống thêm không tiến triển ở cái nhóm mà có đột biến BIC3CA trong nghiên cứu SOLA 1 thì có thể thấy rằng là ở kể cả là cái dòng cái bước 1 cũng như là bước 2 thì cái trung vị sống thêm của nhóm kết hợp giữa ức chế PI3K và fulvestrant đạt được là 11 tháng hoặc 10 tháng ở cái bước 2, bước 1 đạt được 10 tháng so với nhóm dùng fulvestrant là 6,8 tháng và 3,7 tháng. Nghĩa là ở bước 1 và bước 2 thì chúng ta cũng không thấy có sự khác biệt nhiều khi mà chúng ta sử dụng thuốc ức chế BIC3K. Và do vậy có thể thấy rằng là các cái lựa chọn điều trị nội tiết đã được công nhận trong các cái guideline hướng dẫn cho guideline hướng dẫn của Hoa Kỳ cũng như là các cái guideline hướng dẫn khác của châu Âu, thì chúng ta thấy rằng là các cái dòng các cái điều trị bước 1 ưa thích nhất hiện nay mà được ưu tiên lựa chọn đó là chúng ta sử dụng các cái thuốc ức chế aromatase kết hợp với CDK46 hoặc là fulvestrant kết hợp với CDK46 trong cái điều kiện chúng ta không thể có thì chúng ta cũng có thể chỉ sử dụng đơn thuần hoặc là AI hoặc là tamoxifen hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng fulvestrant. Nhưng từ bước 2 trở đi thì khi đó chúng ta mới, sau khi thất bại với cái việc mà chúng ta sử dụng CDK46 và ức chế aromata thì chúng ta mới sử dụng các cái dòng đích khác như là ức chế PI3K cho những cái trường hợp mà có đột biến BIC3CA kết hợp cùng với một AI khác, hoặc là chúng ta sử dụng ức chế MTOR kết hợp với một AI khác. Một số điểm chúng ta cần cân nhắc khi đưa ra quyết định điều trị dựa trên các cái đặc điểm bệnh nhân và các cái ưu điểm. Ở phần cuối của cái bài này thì chúng tôi cũng xin đưa ra là trước một bệnh nhân ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính và có yếu tố phát triển biểu bì âm tính thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn bệnh nhân trên các cái khuyến cáo đã được cập nhật cho những cái trường hợp mà bệnh nhân di căn. Đây là cái khuyến cáo ABC5 của ESMO. Thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn xem bệnh nhân cái tình trạng thụ thể nội tiết, tình trạng yếu tố phát triển biểu bì, các cái tình trạng đột biến gen, rồi các cái tình trạng đột biến BIC3CA hay là tình trạng của PD-L1, rồi chúng ta cũng xem các cái vấn đề về gánh nặng khối u, các cái tổn thương có nhiều không, rồi các cái tình trạng mãn kinh hay chưa, các cái yếu tố về xã hội, kinh tế và các cái phương pháp sẵn có điều trị ở tại cái nơi mà chúng ta làm việc, từ đó chúng ta sẽ có các cái lựa chọn điều trị. Và cái lựa chọn chúng ta cũng phải dựa trên cái tình trạng kháng nội tiết của bệnh nhân ở cái giai đoạn sớm cũng như là giai đoạn tái phát di căn ở, thì chúng ta cũng có thể từ đó chúng ta biết được bệnh nhân đã sử dụng các cái thuốc gì, cũng như là với những cái việc mà bệnh nhân mà đề kháng nguyên phát thì cái tiên lượng nó sẽ xấu hơn là các cái đề kháng thứ phát hoặc là những cái trường hợp nhạy nội tiết, thì chúng ta từ đó chúng ta cũng có cái phương án điều trị cho người bệnh. Và lựa chọn này chúng ta cũng dựa trên các cái kết quả nghiên cứu để chúng ta sử dụng phù hợp.
thì với những cái ung thư vú tiến xa thụ thể nội tiết dương tính hơ âm tính mà điều trị bước 1 tamoxifen cho kết quả từ 6 đến 8 tháng với các ức chế aromata từ 8 đến 13 tháng và phun vét trăng là từ 10 đến 16 tháng. Khi chúng ta có điều kiện để sử dụng các cái đích thì chúng ta cũng thấy rằng cái hiệu quả nó sẽ cao hơn ở các cái nhóm và đặc biệt là ức chế CDK46 cho cái trung vị sống thêm không tiến triển đạt lên đến 25 tháng, 28 tháng và đấy là khi kết hợp với AI, còn phun vét trăng có thể con số đó cao hơn nữa. Và đây là một cái tổng hợp để các cái nghiên cứu để chúng ta có thể thấy rằng là cái hiệu quả của cái thuốc ức chế CDK46 ở những cái giai đoạn muộn di căn như thế này thì có thể là khi chúng ta sử dụng cái hiệu quả nó sẽ đạt được ngay từ đầu khi chúng ta bắt đầu dùng. Khi so sánh với phun vét trăng cũng được coi là một nội tiết hiệu quả thì cái điều trị nó cũng cái đường cong sống thêm của nó không tiến triển bệnh cũng sẽ phải cần có một thời gian thì mới có hiệu quả. Sau đây tôi xin có một vài lời kết luận. Thứ nhất là đối với bệnh nhân ung thư vú tiến xa, thụ thể nội tiết dương tính, yếu tố phát triển biểu bì âm tính thì chúng ta nên có một cái khởi đầu điều trị bằng nội tiết trừ khi mà bệnh nhân có các cái di căn tạng đe dọa tính mạng hoặc là bệnh tiến triển nhanh hoặc là bệnh kháng với cái điều trị nội tiết. Và các cái điều trị lựa chọn đầu tiên bước 1 thì chúng ta có thể đơn giản là các cái nội tiết như là phun vét trăng, các cái ức chế aromata hoặc là tamoxifen. Cái việc mà kết hợp với các cái thuốc ức chế CDK46 hoặc là ức chế MTO, ức chế PI3K thì sẽ được chỉ định nếu như mà bệnh nhân có thể phù hợp hoặc là có thể sử dụng được thì cũng mang lại cái hiệu quả tốt cho người bệnh. Lựa chọn này sẽ được cân nhắc trên vấn đề trên bệnh nhân về vấn đề y tế cũng như là các cái vấn đề về kinh tế xã hội. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.